những MV ma mị đầy cuốn hút của sao Việt. Hoàng Thùy Linh đẹp lộng lẫy trong MV Bánh Trôi Nước. Cô cho biết đây là thử thách khá mạo hiểm của cô bởi MV này mang phong cách âm nhạc hoàn toàn khác biệt so với phong cách trước đây mà nữ ca sĩ theo đuổi. Trong MV Bánh Trôi Nước, phần trang phục của nữ ca sĩ cũng chính là một điểm nhấn đặc biệt. Những bộ trang phục này kết hợp với lối trang điểm cổ điển tạo cho Hoàng Thùy Linh một vẻ đẹp ma mị đầy mê hoặc. Bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ gây nên cơn sốt tại các rạp. Ca khúc cùng tên do Ái Phương trình bày cũng trở thành hit, lọt vào nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Trong teaser này, ca sĩ Ái Phương xuất hiện ma mị với màu sắc u ám, ngược với khung cảnh trong trẻo, yên bình trong phim cùng tên. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào nghe trời. Gần lắm sao vơi vơi, tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quanh có chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi, mong mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Rapper Suboy nổi loạn trong MV đầy ma mị mang tên Đời. Đây là MV được đầu tư với nhiều chi phí và tâm huyết. Đặc biệt, MV lần này của Suboy được quay tại Los Angeles, Mỹ dưới sự chỉ đạo của nữ đạo diễn tài năng người Đức Caroline Ski. Với chất nhạc giàu tiết tấu và pha lẫn nét ma mị, Suboy đã thể hiện được những trải nghiệm của chính cô với cuộc đời. Trong MV, khán giả được thấy hình ảnh của Suboy với hai con người khác nhau, biết tính cách diễn biến nội tâm của cô trong khoảng thời gian gặp khủng hoảng cho đến khi trưởng thành. Như còng chân đang lên đồng, làm ba tôi gồng dậy cái vụ gì đây? Đứa con gái lầm bầm mấy câu rủa thầm, cắt ngang dạ tâm gái mà giờ này ai? Sao không chờ ngày mai hay là gặp phải mấy ông trẻ đùa dai? Liền bỏ hết phone ra khỏi tai khi mà nghe tiếng chân bịch bịch sao tôi điên đầu. Tôi liền cau mày sao ba cho họ lên lầu, làm mặt ngầu đúng cực hình đêm khuya. Cầu nhau lầu bầu nghe gần hơn chính là tiếng chân đất. Miu Lê u buồn kỳ bí trong một căn nhà hoang tàn và bí ẩn trong MV Yêu Thương Tận Cùng. Ca khúc nhạc phim đầy ma mị với giai điệu da diết về một tình yêu buồn của bộ phim kinh dị lãng mạn Cô Hầu Gái. Những hình ảnh của MV đã khiến người xem nổi da gà với phong cách liêu trai kỳ bí. Dù chỉ xoay quanh hai bối cảnh chính nhưng những góc quay vẫn làm người xem thót tim và hồi hộp dõi theo bước chân của cô gái bí ẩn trong bộ đầm trắng ma mị. Ta đã yêu bao nhiêu lần, sao không yêu nhau đến hơi cuối cùng, sao không ôm nhau đến khi mặt trời vỡ tan. Anh đừng buông bàn tay, nơi đây quá lạnh, hãy để em giữ ấm tim anh lần nữa. Hương Giang Idol lột xác với hình ảnh ma mị trong MV Stand It On. Trong MV lần này, nữ ca sĩ chuyển giới hoàn toàn thay đổi hình ảnh dịu dàng, sexy, gợi cảm như khán giả thường thấy. Thay vào đó là một cô gái mang tâm trạng u uất, lạnh lùng và chút bí ẩn. MV xoay quanh những diễn biến tâm lý của cô gái khi nhìn thấy bản ngã đầy ma quỷ của chính mình. Tóc Tiên đầy ma mị gây sốc khi tung MV gắn mác 16+.
Các cảnh quay hấp dẫn như trailer của một siêu phẩm phim hành động mang đẳng cấp quốc tế, tóc tiên biến hóa khôn lường với hình ảnh một nữ chiến binh theo phong cách Nhật Bản, khi mạnh mẽ, lúc lại cực kỳ gợi cảm và nóng bỏng trong MV Big Girls Don't Cry.